Đây, mình xong, mình xong. Mời tao ơi, mời tao nè. Chạy ghi cái gì vô lấy giùm mấy cái chén đũa coi. Rồi, rồi ok, rồi, tới ngay, tới ngay. Mẹ mì nở nè. Ê Cảnh, tao tính mày là 26 Tết này tao về quê á. Chiều rảnh không? Đi mua tí vào Tết. Rồi về quê, chứ không nhớ nhà quá. Mày nhắc tao mới nhớ. Bữa giờ mẹ tao cứ gọi tao hoài, nhớ tao quá trời luôn. Mà thôi, có gì chiều tao mày đi mua ít quà Tết về cho gia đình đi. Ok. Ờ rồi mày sao lắm? Không bị gì. Bán em ba gói mì anh ơi. Dạ dạ dạ. Nhiêu anh? Dạ của mình hết ba gói mì là 12.000. Dạ rồi. À gói bạn ta 8.000. Rồi. Đây mình gửi. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ rồi. Ai cướp, cướp! Ê, rồi sao? Chị có tính đi quả to không? Thôi tụi mày đi đi. Tao định là ở lại Sài Gòn ít hôm nữa mới về á. Có gì tụi mày về trước. Ờ, ừ vậy thôi. Có gì chiều tao với Bịch đi mua quà. Rồi mai tao về, mai tụi tao về nha. Có gì mùng 7 tụi tao lên. Thôi à, mì nở lên nè, ăn đi Lâm. Lẹ lẹ nè. Ngon. Anh ơi. Dạ sao? Anh cho em xin đăng ký ở lại làm Tết nha. Năm nay em tính là lại Sài Gòn làm rồi qua Tết em mới về. Nhưng mà hôm nọ chúng em bảo là chúng em xin về sớm mà. Sao nay tính ở lại làm? Dạ tại em thấy ở lại Sài Gòn làm ít hôm rồi về cũng không sao á. Thôi cứ thế đi nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. À Lâm ơi. Alo mẹ hả? Về chưa con? Nay 26 rồi mà chưa thấy con về vậy đó. Dạ chắc năm nay con không về được rồi mà. Tại công việc với học hành nhiều quá. Ông chủ kêu con ở lại đang tăng ca. Có gì lương nhân 5 lần. Có gì qua Tết rồi con về nha mẹ. Con làm gì thì làm, ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ con biết rồi mẹ. Dạ mẹ yên tâm nha. Dạ. Dạ thôi chắc con vô con làm nha mẹ. Bye bye mẹ. Dạ rồi ạ. Này dạ. Chú em mà thì là chết anh đấy. Anh đâu bắt chú em ở lại làm đâu. Nhưng mà thế làm sao? Đang có chuyện gì à? Dạ, thật ra là em bị giật mất túi anh nên là mất hết tiền bạc với lại giấy tờ rồi. Em phải ở lại làm để có tiền còn về quê nữa. Có gì thì anh ở lại, cho em xin ở lại làm nha. Thôi thế này đi. Đằng nào Tết anh đang cần người làm thì chú em cứ ở lại. Còn giờ thì tranh thủ dọn dẹp nước quán đi. Khách có đến bây giờ đấy. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Nhá. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ôi, vui quá. Ê, thôi, tụi tao về trước nha. Có gì sau Tết rồi gặp. Ok, tụi mày về trước đi. Ăn Tết vui vẻ nha. Ok, thank you. Thôi, vậy lẹ lẹ đi, chạy xe giờ. Thôi, bye nha. See you. Tích tắc đồng hồ đang trôi. Tết đến còn vài ngày thôi. Dạ, em gửi nước anh chị ạ. Phố xa những ngày năm cuối. Hối hả dòng người ngược xuôi, bất chợt chỉ muốn gọi về mẹ thôi. Để thấy lòng được ấm áp giữa chốn bộn bề xa xôi. Dạ anh ơi, anh ơi, em còn bịch tính ít ngày thôi á. Anh muốn em với? Không chưa. Đi mà anh, hết bịch này là em được về quê ăn Tết rồi. Thôi vậy chia lấy em ba cái đi. Dạ anh cảm ơn. Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Chúc chị năm mới vui vẻ nha. Dạ. Lâm ơi, ra anh bảo tí. Dạ anh. Tình hình là như này. Chú em làm nốt hôm nay rồi. Mai không còn gì nữa. Dạ, em làm sai với anh. Có gì cho em xin lỗi nha. Em cần công việc này lắm á. Ai nói anh đùa chú em đâu. Thưởng Tết. Dạ. Còn cái này, anh gửi về với bác. À, dạ, thiệt anh. Em cảm ơn anh nhiều nha. Em cảm ơn anh nhiều lắm đó.
Thôi đi đi, người nhà xe người ta chờ. Trong này có vé xe luôn rồi đấy. Dạ. À, năm mới chúc bạn sự nghỉ. Dạ. À, nhớ mùng 7 Tết lên làm lại nhá. Dạ, đúng rồi, em cảm ơn ạ. Chúc anh năm mới anh thành vượng ạ. Dạ, thôi về đi, không muộn. Dạ, có hơn nhiều. Bây giờ nha. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ. Con. Con về với mẹ rồi nè. Ừ, để mẹ coi thử con trai mẹ như thế nào. Con sợ là tới năm nay không được về với mẹ nữa quá. Con về là tốt rồi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Thôi, đi vô nhà chứ mẹ. Đêm nay con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bể phơi bề. Đêm nay con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết phơi bề là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cố gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đây quay chung cầu ai.